những bí mật nào có thể được tìm thấy trong hệ sinh thái miệng phun thủy nhiệt dưới biển sâu. Ôi, hệ sinh thái miệng phun thủy nhiệt dưới biển sâu, vương quốc bí ẩn và quyến rũ của đại dương. Những kỳ quan ẩn giấu này mang lại nhiều điều hơn những gì bạn thấy. Cho phép tôi khai sáng cho bạn về những bí mật mà họ nắm giữ. Đầu tiên và quan trọng nhất, các miệng phun thủy nhiệt dưới biển sâu là nơi sinh sống của một loạt các dạng sống đặc biệt đã thích nghi để tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt. Chúng bao gồm nhiều loài giun ống, chai khổng lồ, tôm và các loại vi khuẩn độc đáo. Những sinh vật này đã phát triển các chiến lược hấp dẫn để phát triển mạnh trong môi trường đặc trưng bởi nhiệt độ cao, áp suất cao và hóa chất độc hại. Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của các hệ sinh thái này là quá trình tổng hợp hóa học. Không giống như quá trình quang hợp phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời, quá trình tổng hợp hóa học sử dụng năng lượng hóa học từ các khoáng chất và hợp chất phun ra từ các lỗ thông hơi. Năng lượng này được khai thác bởi vi khuẩn, chúng đóng vai trò là nhà sản xuất chính trong các hệ sinh thái này, tạo thành nền tảng của chuỗi thức ăn. Khám phá các miệng phun thủy nhiệt dưới biển sâu cũng cung cấp những hiểu biết có giá trị về nguồn gốc của sự sống trên trái đất. Những môi trường này mang đến cái nhìn thoáng qua về cách sự sống có thể xuất hiện khi không có ánh sáng mặt trời, chỉ dựa vào các nguồn năng lượng hóa học. Bằng cách nghiên cứu khả năng thích nghi độc đáo của các sinh vật trong các hệ sinh thái này, các nhà khoa học hiểu rõ hơn về giới hạn của khả năng sinh sống và tiềm năng sống trong các môi trường khắc nghiệt khác, bao gồm cả những môi trường ngoài hành tinh của chúng ta. Trên thực tế, việc thăm dò các miệng phun thủy nhiệt dưới biển sâu có ý nghĩa sâu sắc đối với việc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Các hệ sinh thái này đóng vai trò tương tự như các môi trường sống tiềm năng được tìm thấy trên các mặt trăng băng giá, chẳng hạn như Europa và Enceladus, nơi chứa đựng các đại dương dưới bề mặt. Bằng cách nghiên cứu sự thích nghi của các sinh vật trong miệng phun thủy nhiệt, các nhà khoa học có thể đánh giá tốt hơn khả năng tồn tại sự sống trong môi trường tương tự ở những nơi khác trong vũ trụ. Trong những đặc điểm hấp dẫn nhất của các hệ sinh thái này là sự hình thành thực sự của các miệng phun thủy nhiệt. Chúng xảy ra khi nước biển thấm vào đáy đại dương thông qua các vết nứt và đứt gãy, sau đó bị làm nóng bởi magma nóng bên dưới lớp vỏ trái đất. Khi nước nóng dâng lên trở lại, nó mang theo các khoáng chất và khí hòa tan, tạo ra những lỗ thông hơi đầy mê hoặc mà chúng ta thấy. Những lỗ thông hơi này có thể đạt tới nhiệt độ cực kỳ cao, thường vượt quá 700 độ F, 370 độ C. Nhiệt độ cực cao như vậy có thể làm tan chảy kim loại và khoáng chất, tạo ra các thành tạo địa chất độc đáo được gọi là ống khói hay khói đen. Những cấu trúc này bao gồm các khoáng chất như sắt, đồng và lưu huỳnh, được lắng đọng khi nước nóng nguội đi khi tiếp xúc với đại dương lạnh. Các dạng sống độc đáo được tìm thấy trong các hệ sinh thái này đã thích nghi để không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh trong những điều kiện khắc nghiệt này. Ví dụ, giun ống thường xuất hiện gần các miệng phun thủy nhiệt. Những sinh vật hấp dẫn này hoàn toàn không có hệ thống tiêu hóa và thay vào đó dựa vào mối quan hệ cộng sinh với vi khuẩn sống bên trong cơ thể chúng. Vi khuẩn chuyển đổi các hóa chất từ chất lỏng của lỗ thông hơi thành các hợp chất hữu cơ mà giun có thể hấp thụ. Chai khổng lồ là một loài hấp dẫn khác được tìm thấy gần các miệng phun thủy nhiệt. Những sinh vật to lớn này đã phát triển khả năng vượt trội trong việc lọc thức ăn vi khuẩn và các chất hữu cơ khác trong nước. Chúng có thể dài tới hơn 1 phút và có màu sắc rực rỡ, khiến chúng trở thành một cảnh tượng thực sự đáng chiêm ngưỡng. Ngoài những sinh vật độc đáo này, hệ sinh thái miệng phun thủy nhiệt dưới biển sâu còn thu hút nhiều loại cá biển sâu, cua và các loài ăn xác thối khác ăn vật liệu hữu cơ có trong khu vực. Những sinh vật này đã thích nghi với bóng tối của biển sâu và điều kiện khắc nghiệt của môi trường miệng phun. Việc khám phá các hệ sinh thái này đòi hỏi phải có thiết bị chuyên dụng, chẳng hạn như tàu lặn dưới biển sâu hoặc phương tiện điều khiển từ xa, ROV. Những công cụ này cho phép các nhà khoa học và những nhà thám hiểm dũng cảm đi xuống vực sâu và ghi lại những hình ảnh cũng như video tuyệt đẹp về những cảnh quan thuộc thế giới khác này. Các sinh vật quyến rũ và sự hình thành địa chất, các hệ sinh thái này còn đóng một vai trò quan trọng trong chu trình carbon toàn cầu. Các miệng phun thủy nhiệt giải phóng một lượng đáng kể carbon dioxide và metan vào vùng nước xung quanh. Mặc dù điều này nghe có vẻ đáng lo ngại, nhưng đừng sợ. Các vi khuẩn độc nhất trong các hệ sinh thái này đã tiến hóa để tiêu thụ các khí nhà kính này, giảm thiểu tác động của chúng đến bầu khí quyển trái đất một cách hiệu quả. Hơn nữa, các miệng phun thủy nhiệt dưới biển sâu đã trở thành trọng tâm nghiên cứu khoa học vì các ứng dụng tiềm năng của chúng trong y học và công nghệ sinh học.
Các sinh vật cực đoan phát triển mạnh trong những điều kiện khắc nghiệt này tạo ra nhiều loại hợp chất độc đáo có tiềm năng mang lại lợi ích dược phẩm. Các nhà khoa học đang nghiên cứu những sinh vật này và các hợp chất hóa học của chúng, với hy vọng khám phá ra những loại thuốc hoặc phương pháp điều trị mới cho nhiều căn bệnh khác nhau. Thăm dò, có một số địa điểm có miệng phun thủy nhiệt dưới biển sâu đáng chú ý trên khắp thế giới đã trở thành điểm đến phổ biến cho các cuộc thám hiểm khoa học. Ví dụ, Đông Thái Bình Dương ở phía Đông Thái Bình Dương và sống núi giữa Đại Tây Dương ở Đại Tây Dương được biết đến với hệ thống miệng phun thủy nhiệt rộng khắp. Những địa điểm này mang đến những cơ hội đáng kinh ngạc để tận mắt chứng kiến vẻ đẹp và sự kỳ diệu của các hệ sinh thái này. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc tham quan hệ sinh thái miệng phun thủy nhiệt dưới biển sâu không phải là điều mà khách du lịch bình thường có thể thực hiện. Những môi trường này nằm ở độ sâu cực cao và đòi hỏi phải có thiết bị và chuyên môn chuyên dụng. Nhưng đừng sợ. Có rất nhiều phim, tài liệu, sách và triển lãm cung cấp cái nhìn thoáng qua về thế giới đầy mê hoặc của các miệng phun thủy nhiệt dưới biển sâu dành cho những ai không thể tự mình mạo hiểm đến đó. Vì vậy, nhà thám hiểm háo hức của tôi, trong khi độ sâu của hệ sinh thái miệng phun thủy nhiệt dưới biển sâu có thể nằm ngoài tầm với của chúng ta, những bí mật của chúng vẫn tiếp tục thu hút và truyền cảm hứng. Cho dù đó là sự thích nghi độc đáo của sinh vật, kỳ quan địa chất hay tiềm năng đột phá khoa học, không thiếu những điều kỳ diệu để khám phá ở những cõi bí ẩn này. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với kênh Em Anh 24 giờ. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp ở bên phải hoặc bên trái. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video sau. We'll be right back.